Vâng, quý vị thân mến, ở đầu cà phê sáng ngày hôm nay chúng ta đã cùng thưởng thức một giai điệu rất quen thuộc, đó là ca khúc My Heart Will Go On trong phim Titanic. Và với những cặp đôi đang yêu nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể xem lại cái siêu phẩm này trong thời gian gần đây tại các cụm rạp đang được chiếu tại Việt Nam. Và đặc biệt là chúng ta có thể thưởng thức Titanic dưới những định dạng chẳng hạn như là 3D hay là 4X để cho những cái trải nghiệm nó thật sự lãng mạn. Vâng, và chắc chắn khi mà ở trong một không gian như vậy với những thanh âm từ ca khúc My Heart Will Go On khi mà vang lên thôi thì có thể mang đến cho chúng ta một bầu trời cảm xúc và kỷ niệm. Nhưng lại có một thông tin cực kỳ thú vị như thế này, rằng trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây thì chính nữ ca sĩ Celine Dion đã chia sẻ rằng cô ban đầu thoạt tiên thì không hề muốn thu âm ca khúc này, thế nhưng nó đã cực kỳ thành công và trở thành một tiếng vang cũng như trở thành một huyền thoại. Và hãy cùng tìm hiểu điều đó với chúng tôi trong Studio Cà Phê. Bài hát nước ngoài mà mình yêu thích nhất là bài hát I Do của ban nhạc 911, Cry On My Shoulder của Superstar, My Love của Westlife. Với mình thì có một ca khúc tình yêu mình rất thích, đó là ca khúc My Heart Will Go On của Celine Dion. Ca khúc mình yêu thích nhất đó là ca khúc My Heart Will Go On của một nữ diva nổi tiếng. Nhạc phim của một bộ phim nổi tiếng, Titanic, là bài hát My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go. Không chỉ bạn và tôi mà còn hàng triệu con tim yêu âm nhạc trên thế giới cũng thổn thức khi nghe lại giai điệu và ca từ của ca khúc My Heart Will Go On, bài hát chủ đề trong bộ phim tình yêu Titanic. Và nhân dịp chỉ 2 ngày nữa thôi là đến ngày lễ tình yêu Valentine, hãy cùng tôi điểm lại những bất ngờ vô cùng thú vị đằng sau ca khúc này. Điều thứ nhất, nữ ca sĩ Celine Dion từng không thích ca khúc này. Mặc dù My Heart Will Go On chính là ca khúc mà đã đưa tên tuổi của Celine Dion lên một tầm cao mới, thế nhưng ít ai biết rằng ban đầu nữ ca sĩ không thích giai điệu cũng như là ca từ của bài hát này. Cô từng thẳng thắn chia sẻ rằng ca khúc ấy không hấp dẫn tôi. May mắn đã có một người thuyết phục cô thể hiện nó, đó chính là chồng cô, người cũng đồng thời là quản lý của cô khi ấy, ông Rone Angelina. Điều bất ngờ số 2, Celine Dion từng tiết lộ bản thu âm thử duy nhất của cô cũng chính là bản chính thức của ca khúc này. Ngay sau đó, ca khúc đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn, bán ra hơn 18 triệu bản, đoạt 4 giải Grammy, 1 giải Oscar và luôn nằm trong top những bài hát hay nhất mọi thời đại do tạp chí Billboard bình chọn. Điều bất ngờ số 3, ngay từ đầu Titanic và My Heart Will Go On không sinh ra dành cho nhau. Ca khúc này chỉ được nhà soạn nhạc James Horner sáng tác, và việc đưa ca khúc này vào bộ phim Titanic cũng là một ý tưởng bất chợt lóe lên của đạo diễn James Cameron. Thế nhưng sau khi ca khúc được hoàn thành thì nó lại không làm vừa lòng vị đạo diễn vô cùng khó tính này. Phải đến một ngày Horner mời Cameron ngồi và cho ông nghe lại bản My Heart Will Go On được thu âm bởi giọng ca vàng Celine Dion, thì lúc đấy ông mới nhận ra rằng chủ đề của ca khúc này vô cùng phù hợp với câu chuyện tình yêu của bộ phim. Mặc dù có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, thế nhưng ca khúc My Heart Will Go On lại có một cái kết vô cùng rực rỡ. Và ý nghĩa câu chuyện của ca khúc này cũng thay cho lời chúc mà mình muốn dành tặng cho tất cả các bạn còn đang độc thân. Mình chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc trong tình yêu của mình.